Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của thầy. Như thầy đã giữ các điều răn của Cha thầy và ở lại trong tình thương của người. Các điều ấy thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của thầy: anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình. Anh em là bạn hữu của thầy nếu anh em thực hiện những điều thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì thầy nghe được nơi Cha thầy, thầy đã nói cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh thầy thì người ban cho anh em. Điều thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình yêu của thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của thầy, anh em sẽ ở lại trong tình yêu của thầy. Như thầy đã giữ các điều răn của Cha thầy và ở lại trong tình yêu của người. Rồi sau đó Chúa nói: đây là điều răn của thầy, anh em hãy yêu mến nhau như thầy yêu mến anh em. Và câu cuối cùng, điều thầy truyền dạy anh em là hãy yêu mến nhau. Tôi trưng lại những câu vừa rồi, anh chị em có để ý không? Bản dịch thì họ lúc thì nói là yêu mến, lúc thì nói yêu thương. Tình yêu rồi yêu tình thương không phải đúng bản văn. Nguyên bản Hy Lạp nó chỉ có một cái từ mà thôi, là yêu mến và tình yêu là một. Đó. Cái điều này thưa anh chị em rất quan trọng. Bây giờ tôi sẽ giúp anh chị em hiểu, và đây là một cái điều ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Chúa Cha đã yêu mến thầy. Yêu mến thầy, Chúa Cha yêu mến thầy bằng một tình yêu vô cùng lớn lao, hết mình hết sức. Đó. Và sao? Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Thầy cũng yêu mến anh em như là Chúa Cha yêu mến thầy, không có khác gì hết. Và cuối cùng sao? Anh em hãy yêu mến nhau như thầy yêu mến, cũng bằng cái tình yêu đó yêu mến nhau. Qua những câu kinh, câu nói của Chúa đó, chúng ta hiểu điều quan trọng nhất là chỉ có một tình yêu duy nhất phát xuất từ Chúa Cha qua Chúa Giêsu đến với tôi, và qua tôi đến với anh chị em của tôi. Không có phân biệt, khi thì tình yêu, khi tình thương, không có chuyện đó. Đó, không có vấn đề đó. Chỗ nào cũng là tình yêu, mà tình yêu phát xuất từ Thiên Chúa, từ Chúa Cha. Cái đó chúng ta gọi là Thánh Thần tình yêu. Giờ tôi diễn tả lại,
Chúa Cha yêu mến Thầy bằng Thánh Thần tình yêu tột cùng. Thánh Hiền Thần tình yêu của Chúa Cha. Bây giờ Thầy được Cha yêu mến bằng Thánh Thần tình yêu của Cha, và Thầy có Thánh Thần tình yêu của Chúa Con. Anh chị em để ý tôi nói Thánh Thần của Chúa Cha và Chúa Con, bởi vì Kinh Thánh chúng ta đọc rằng người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Đó, Thánh Thần bởi Chúa Con và Chúa Con, Chúa Cha và Chúa Con mà ra. Cho nên Thánh Thần của Chúa Cha, chúng ta tạm dùng cái từ gọi là Thánh Thần Hiền Phụ. Thánh Thần của Chúa Con là Thánh Thần Hiếu Thảo. Bây giờ Chúa Cha yêu mến Chúa Con bằng Thánh Thần Hiền Phụ, yêu với tất cả trọn vẹn, yêu hết mình hết sức. Rồi sao? Chúa Con được Chúa Giêsu được yêu đó, được yêu đó rồi, thì Chúa Giêsu đón nhận Thánh Thần tình yêu hiền phụ của Chúa Cha, và Chúa Giêsu có Thánh Thần tình yêu hiếu thảo của Chúa Con. Một Thánh Thần duy nhất đó của Chúa Cha và Chúa Con đó yêu chúng ta, yêu mỗi người chúng ta cũng bằng một tình yêu tột cùng như Chúa Cha yêu mến Chúa Con vậy. Còn sao nữa? Anh em hãy yêu mến nhau như Thầy yêu mến anh em. Một khi anh em được Thầy và được Thánh Thần tình yêu của Cha và của Thầy yêu mến rồi, anh em cũng bằng Thánh Thần tình yêu đó, anh em yêu mến nhau. Điều tôi muốn nói thưa anh chị em, thứ nhất là chỉ có một Thánh Thần tình yêu duy nhất. Chúa Cha đã yêu Chúa Giêsu, Chúa Giêsu đã yêu chúng ta yêu nhau, không có một cái gì khác hết. Bây giờ chúng ta lý giải thêm, làm sao mà tôi yêu được, yêu mến được Thiên Chúa, làm sao tôi yêu mến được anh chị em của tôi? Thưa rằng, vì tôi đã được Thiên Chúa yêu tôi. Vì tôi đã được Thiên Chúa yêu tôi, Thiên Chúa yêu tôi, Thiên Chúa đổ tràn Thánh Thần tình yêu của Thiên Chúa vào trong tôi. Và tôi nhờ Thánh Thần tình yêu đó, tôi yêu mến Thiên Chúa và yêu mến anh chị em của tôi. Đó là điều thứ nhất. Cái cốt lõi của tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa, đối với anh em là Thánh Thần tình yêu. Không phải là tình yêu tự nhiên xác thịt của mỗi người chúng ta, mà làm người ai cũng có hết. Tình yêu đó thay đổi lên xuống như trong chóng vội, lúc thì yêu, lúc thì ghét, lúc thế này thế kia, không yêu nữa, vân vân. Đó. Không, Chúa không bảo chúng ta yêu người hay là yêu Chúa bằng cái tình yêu tẻ nhạt của chính mình, của xác thịt tự nhiên của mình. Cho nên Thánh Phaolô mới nói rằng Thiên Chúa đổ tình yêu của người vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần người ban cho chúng ta. Câu đó có thể diễn tả thế này: Thiên Chúa đổ Thánh Thần tình yêu vào trong chúng ta. Để làm gì? Để chúng ta có thể yêu mến Chúa và yêu mến nhau. Cái cốt lõi của tình yêu chúng ta đã xác định rồi, là Thánh Thần tình yêu. Và tiếp theo thứ hai, cái mức độ tình yêu. Mức độ tình yêu. Trước hết chúng ta nhìn vào chính mình đi đã. Ngay trong gia đình, cha mẹ có 4-5 đứa con chẳng hạn như vậy, mình yêu mỗi đứa một cách khác, không nói ra, nhưng mà hơn đứa này hơn đứa kia, thích đứa này hơn đứa kia. Đó. Tức là tình yêu tự nhiên ta có phân biệt, vẫn yêu nhưng mà có, dù không nói ra cũng vậy. Và chúng ta cũng yêu người khác ở nhiều mức độ khác nhau, nhiều ít, tí chút hay là yêu rất nhiều. Rồi còn phân biệt nữa, người này quen thân thì yêu, người kia không quen xa lạ, không yêu gì hết cả.
và nhất là người thù địch chúng ta, người làm hại chúng ta, ta không thèm xem nghĩ tới, không nghĩ tới gì hết cả. Đó là cái tình yêu tự nhiên mà như tôi vừa nói đó, cái tình yêu đó nó còn thay đổi nữa cơ, lúc thì yêu lúc thì không cơ. Tôi thấy rõ điều đó rồi, và có khi tình yêu lại đổi ra hận thù ghen ghét nữa. Chúa không bảo chúng ta yêu Chúa bằng cái tình yêu tự nhiên đó. Chúa không bảo chúng ta yêu nhau bằng cái tình yêu tự nhiên đó. Nó mau qua quá đi, nó không có giá trị gì cả. Yêu bằng thánh thần tình yêu mà Chúa đặt đầy cho chúng ta. Bây giờ chúng ta trở lại cái mức độ tình yêu. Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Nghĩa là cùng một mức độ tột cùng, yêu hết mình, hết sức có thể. Thiên Chúa không thể yêu vừa vừa được, thưa anh chị. Thiên Chúa là tình yêu, là tình yêu. Nên Chúa Cha yêu Chúa Con hết mình hết sức, Chúa Con yêu Chúa Cha hết mình hết sức. Rồi bây giờ Chúa Con yêu chúng ta, Chúa Giêsu yêu chúng ta cũng hết mình hết sức. Người yêu những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và người yêu mến họ đến cùng. Đó, Tin Mừng nói đó, yêu mến họ đến cùng, hết sức có thể, không có yêu vừa vừa. Sau khi phân tích như vậy, bây giờ đề nghị mỗi người bắt đầu suy nghĩ đi. Tại sao tôi lại được Thiên Chúa yêu như vậy? Tại sao Chúa Giêsu lại yêu tôi hết mình, yêu đến cùng, yêu không còn tiếc gì hết, chết và sống lại chỉ vì tôi thôi? Tại sao như vậy? Có bao giờ chúng ta nghĩ chưa? Ráng nghĩ đi một chút đi. Tôi cho nhìn thấy xung quanh, ngay cả vợ chồng, anh chị em, con cái, người thân đó, cũng lúc này lúc kia, chúng phải lúc nào cũng yêu hết mình chúng ta đâu. Đó, cái đó là con người như thế mà. Và tại sao Thiên Chúa lại yêu một tình yêu bất biến, không bao giờ thay đổi, mặc dù chúng ta đã phản bội, tội lỗi, mà không phải đã, sẽ còn tiếp tục phản bội nữa kia, chứ không phải ngừng ở đây đâu. Mà sao Thiên Chúa vẫn yêu chúng ta hết mình, hết sức, yêu không thể yêu hơn được nữa? Tại sao như vậy? Anh em có lý giải được không? Không có thể lý giải về phía mình. Tôi là cái gì mà Thiên Chúa yêu? Tội lỗi đầy mình, mà nó đang chuẩn bị sẵn sàng để phạm tội nữa, để phản bội nữa. Người ta cứ nói là Giuđa nó phản bội Chúa. Chúng ta phản bội cả trăm lần giống như Giuđa, đừng có hay trăm hay hơn nữa. Thế là sao? Biết rõ chúng ta như vậy mà, chứ không phải là bây giờ mới biết. Biết rõ, biết rằng trong tương lai chúng ta còn phạm tội, còn phản bội, nhưng Chúa vẫn yêu mến chúng ta hết lòng, hết sức. Vậy thì nghĩa là cái gì, thưa anh chị em? Nghĩa là Thiên Chúa tin vào tình yêu của mình, không tin vào tình yêu chúng ta đâu, tin vào tình yêu của mình. Tình yêu đó, có một tác giả gọi là tình yêu tất thắng, thế nào cũng thắng. Người tin rằng tình yêu của người cuối cùng sẽ thắng vượt tội lỗi, xấu xa, bê bối, phản bội của chúng ta, cuối cùng sẽ biến đổi chúng ta nên xứng với tình yêu của người. Bây giờ chúng ta thử hỏi xem rằng, mỗi người tự hỏi đi, vậy thì tôi có yêu mến Chúa không nhỉ? Biết anh xem trả lời sao? Tôi trả lời cho tôi đâu có yêu mến Chúa gì đâu. Mà tôi cũng chẳng biết yêu mến Chúa làm sao cả. Thú thật với anh xem như vậy đó. Vậy thì bây giờ bằng cách nào đâu? Tôi muốn giới thiệu cho anh chị em. Bản thân chúng ta có tưởng rằng đi lễ thế, đọc cái người yêu mến đó, tí chút nó không đáng kể gì hết đâu. Nhưng chỉ có một cách đơn giản nhất.
Thiên Chúa đã ban con một cho thế gian, tức là cho mỗi người chúng ta. Người con đó là Chúa Giêsu Kitô ở luôn với chúng ta, ở trong chúng ta, ở trong bản thân và trong cuộc đời chúng ta. Người con đó để làm gì vậy? Để chúng ta nhờ Chúa Giêsu, với Chúa Giêsu và cùng trong Chúa Giêsu, chúng ta yêu mến cha. Lúc đó chúng ta yêu mến hết mình, hết sức được. Rồi nhờ Chúa Giêsu, với Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu, chúng ta yêu mến mọi người, kể cả thù địch yêu được. Vì không phải chúng ta yêu bằng cái tình yêu tự nhiên của mình, nhưng mà Chúa Giêsu yêu mến trong chúng ta. Anh em vui lòng cố gắng hiểu chuyện này. Chúa Giêsu yêu mến chúng ta. Chúa Giêsu đã được ban chúng ta bởi vì Thiên Chúa Cha thấy rằng chúng ta không cách nào có thể tự mình yêu mến Thiên Chúa, cũng chẳng có thể yêu mến anh em được. Cho nên Chúa Cha mới ban Chúa Giêsu cho chúng ta, để Chúa Giêsu yêu mến Cha trong chúng ta bằng Thánh Thần tình yêu Thiên Chúa. Và lúc đó chúng ta cùng với Chúa Giêsu yêu mến hết lòng, hết sức, hết tận tình, tận lực. Rồi Thiên Chúa ban Chúa Giêsu cho chúng ta để chúng ta yêu mến nhau, yêu mến nhau như Thầy yêu mến. Cho nên chính Chúa Giêsu chúng ta yêu mến qua con người chúng ta, qua những người chúng ta gặp gỡ, những người tới, người thân, người xa, người bạn bè tốt lành, hết cả thù địch. Bởi vì Chúa Giêsu yêu mến hết tất cả mọi người và yêu bằng Thánh Thần tình yêu của Thiên Chúa. Cái kết luận thưa anh chị, chúng ta ráng nghĩ, ráng suy nghĩ đi. Tại tôi sẽ trở lại vấn đề, tại sao tôi lại được Thiên Chúa yêu tôi đến như thế? Vậy sao, làm sao có thể yêu mến Chúa là đáp đền là tình yêu? Chỉ có một cách duy nhất là đón nhận, mở lòng ra đón nhận Chúa Giêsu. Không phải chỉ đón nhận ở nhà thờ lúc đọc kinh, mọi giây mọi phút đón nhận Chúa Giêsu, để Chúa Giêsu đi vào cho chúng ta, chiếm hữu từng bước từng một tất cả con người cuộc sống chúng ta. Rồi chính Chúa Giêsu bắt đầu yêu mến Cha trong chúng ta và qua chúng ta hết lòng, hết sức. Và chính Chúa Giêsu yêu mến anh chị em ta, mọi người, không trừ ai cả. Lúc đó, thưa anh chị em, chúng ta ở lại trong tình yêu của Chúa. Bây giờ anh em nghe lại tin mừng đi. Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu anh em giữ điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy, như Thầy giữ điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình yêu của người. Đây là điều răn của Thầy. Anh em hãy yêu mến nhau như Thầy yêu mến anh em. Cho nên chúng ta cùng với Chúa Giêsu yêu mến anh em, yêu mến không có loại trừ ai hết mình, thì lúc đó luôn luôn chúng ta ở lại trong tình yêu của Chúa Giêsu. Ở lại trong tình yêu của Chúa Giêsu có nghĩa là để cho Chúa Giêsu, để cho Thiên Chúa Cha tự do yêu mến chúng ta, đổ tràn Thánh Thần tình yêu chúng ta và biến đổi chúng ta từ ngày này qua ngày khác, càng ngày càng trở nên giống Chúa Giêsu, đến chỗ nên đồng hành đồng dạng với người, đạt tới tầm vóc viên mãn như Thiên Chúa muốn.